cách tạo ra một con nai bằng kim loại nghệ thuật. Đầu tiên người ta phải tạo ra một mô hình con nai bằng xốp, tiếp sau đó người ta dùng những miếng kim loại và ốp theo hình con nai, hàn cố định các tấm kim loại lại với nhau và sau đó là dùng máy mài và máy đánh bóng để tạo thành một con nai bằng kim loại hoàn chỉnh, trông rất đẹp và nghệ thuật.